Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh youtube 24 giờ chơi đình nhá Lại là Richard đây, hôm nay là ngày cuối tuần rồi à, 18 tháng 3 Richard sẽ tiếp tục làm cái video nhận định và phân tích thị trường vào tuần tới nhá để cho mọi người tham khảo giao dịch và đặc biệt là sang tuần tới đây thì cái mục điểm tin tức của chúng ta thì sang tuần sau rất là nhiều các tin mạnh tác động lên thị trường nữa tiềm mẩn trên thị trường sang tuần sau nó còn rủi ro hơn rất nhiều sau những cái, cái tuần vừa rồi đây thứ nhất là nó liên quan đến những cái hành vi tâm lý của thị trường trước cái thềm tin lãi suất của Fed mà cả thị trường cũng đang mong ngóng cái tin này thứ hai là liên quan đến cái giai đoạn gì ạ à? cái tuần cận kề kết thúc cái tháng 3 là kết thúc cái quý 1 năm 2023 nữa chúng ta thấy là cái sự bất ổn liên quan đến giá vàng hay rất nhiều các cái cặp tiền tệ vừa rồi đây mọi người đã chứng kiến được đúng không ạ nó biến động không có bình thường cho nên sang tuần sau thì luôn luôn là gì? Thị trường nó biến động nó là cái cơ hội cho mọi người nhưng cũng là tiềm ẩn cái rủi ro rất là lớn. Vậy vậy cho nên là mình luôn luôn nhắc cho mọi người là chúng ta luôn phải chủ động và biết cách quản trị vốn. Ok chưa? Mình luôn nhắc, ai là những người đánh Scrapping thì phải rõ hiểu rõ cái phong cách trading của mình trong để chúng ta giao dịch trong ngày, thậm chí là tỷ lệ Thắng tỷ lệ của các kèo mình có đưa lên cho mọi người nó thắng đến mấy trang nữa Nhưng nếu như mọi người không có biết quản trị vốn thì chúng ta cũng thua thôi Thậm chí là một kèo thua thôi là các bạn có thể thua luôn cái tài khoản Ok, cho nên muốn đi được đường dài trading với thị trường Mọi người phải hết sức quản trị vốn Các cái chiến lược mà mình đưa ra mọi người tham khảo và chúng ta phải linh hoạt Tiếp theo nữa đó là các bạn bám sát được các cái video nhận định thị trường, phân tích của mình để chúng ta có được những cái quyết định của chính bản thân khi chúng ta tham gia giao dịch. Thứ tư nữa là cái nguồn vốn của mọi người giao dịch khi mà giao dịch FX hay với vàng bất kỳ sản phẩm nào nó cũng phải phù hợp nhá. Chứ còn chúng ta cứ đầu tư có một xíu tiền thôi mà cứ muốn có nhiều tiền thì chúng ta luôn đi ngược với quy luật của tự nhiên đó là sẽ gì? bị đào thải thôi có nghĩa rằng là cứ ít tiền mà đầu tư lại muốn có nhiều tiền thì hầu hết chúng ta sẽ thua rồi với cái tư duy đấy thì nó ngược quy là tự nhiên rồi cho nên mọi mình nhắc ở đây đó là gì khi thị trường biến động mạnh và rủi ro nó tăng cao thì mọi người phải xác lập một cái tư duy đầu tư cho nó đúng đắn quản trị vốn cho nó hợp lý ok chưa ạ à, trên trang lịch kinh tế thì tin sang tuần sau là cái tin đồng USD là cái lãi suất diễn ra vào buổi đêm nữa nếu nếu có thời gian mà có thể tương tác được thì mình có thể lại livestream vào buổi đêm cho mọi người Nhá, tức là nếu có thời gian thì mình sẽ thông báo tiếp theo này lãi suất của đồng đô la mỹ lại tin về chỉ số cpi thì diễn ra ngay thứ ba đầu tuần rồi còn ngoài ra thì lãi suất của đồng phăng thị sĩ lại tăng rất mạnh vào tuần sau tăng những là gì 0,5% điểm cơ bản vào tuần sau đây tin tức vào tuần sau đây đồng canada này tin lãi suất này rồi của đồng đô la mỹ này và lãi suất của đồng phăng thụy sĩ này lại diễn ra vào ngày 23 tháng 3 được chưa và nó lại là một cái lãi suất tăng rất là mạnh các ngân hàng khác thì nó đang một cái chu kỳ là giảm cái nhiệt lãi suất rồi nhưng mà phan thụy sĩ thì sao từ mức 1 cho đến một năm phần tức là tăng khoảng không năm điểm cơ bản tức là tăng rất là mạnh tay đúng không thì những cái cặp tiền liên quan đến đồng phan thụy sĩ sang lần sau nó sẽ có cái sự biến động không hề nhẹ đâu tiếp theo nữa là lãi suất của đồng bảng anh nữa rồi cuối tuần thì ngày thứ sáu thì một loạt các cái tin mà tác động lên đồng euro này và cái tâm hành vi tâm lý của cái giai đoạn cuối tuần cuối tháng nữa cho nên là Ok thị trường nó sẽ sôi động Cực kỳ sôi động nhá Chứ nó không ngủ đông như kiểu là cái giai đoạn mà nghỉ lễ Noel với lễ Tết Dương Lịch đâu Cho nên là mọi người chúng ta thấy không Thị trường nó càng biến động thì càng có cơ hội Nhưng luôn luôn tìm ẩn cái rủi ro rất lớn Bây giờ thì Richard sẽ quay sang cái biểu đồ. Khi Richard phân tích biểu đồ cũng như là làm các video đầu ngày như này thì ít nhất là mọi người có một cái sự tham khảo nhất định nào đấy về cái tỷ lệ phân tích kèo và chiến lược của mình cũng như các cái vùng mua bán rất là ok để các bạn có thể là gì ạ? Có một cái niềm tin hơn với thị trường khi mà chúng ta đưa ra các quyết định. Vì vậy các cái video mình làm đầu ngày thì các bạn nhớ sub like cho mình nếu như cảm thấy hữu ích, đúng không? Like kênh cũng như là chia sẻ kênh cho Ad nhé. Bây giờ quay trở sang cái biểu đồ về phân tích kỹ thuật đi để xem sáng tuần sau về mặt phân tích kỹ thuật chúng ta giao dịch như thế nào. Và đặc biệt là trước cái thềm tin lãi suất cũng như là biểu đồ vàng thì lại tăng trưởng cực kỳ mạnh nữa. Các cái chiến lược của mình tuần trước thì chúng ta ăn rất là đậm ngay từ đầu tuần đúng không ạ? À, và thực tế cái ngày thứ sáu là cái ngày mà chúng ta có hai chiến lược đối với vàng. Hai chiến lược đối với vàng. Chiến lược buổi chiều phiên Âu thì chúng ta có mình có một cái chiến lược bán ở vùng 29 À, vùng 29 đúng chưa? 2933. Rồi cái chiến lược đấy nếu như mọi người đánh được cái điểm NG thứ hai thì ít nhất là các bạn cũng có khoảng 50 pip. Tức là nó sideways trong cái vùng này khá là lâu. Sau đó tức là nó giảm xuống được gì ạ? Về 27 này. Xong mà mãi về sau thì nó mới bứt phá, đúng chưa? Cuối viên Âu rồi bắt đầu nó mới bứt phá được. Và và bứt phá được. Đương nhiên với những cái gọi là cái quy định ấy hoặc là cái nguyên tắc mà tham khảo khi giao dịch mình đã ghim trên nhóm các bạn cố gắng đọc để chúng ta có được những cái cách quản trị vốn nhá ghim ngay trên đầu trang nhóm khi mọi người vào cố gắng đọc những cái cái, cái mình ghim đấy tức là lãi mà đến 50 pip nên mà chúng ta cũng còn không biết chủ động quản trị vốn và đặc biệt là chúng ta là những người scalping khá là nhiều đúng không? tỷ lệ người scalping rất là nhiều mà không chủ động quản trị dịch sl hay cắt bớt volume hay dịch nữa thì chúng ta rủi ro là rất là cao ok cái kèo này nếu như mà mình cũng không báo mọi người cắt hay cờ lâu đi chăng nữa thì cái kèo này nếu như mọi người ai là những người không có SL và không quản trị vốn thì fail luôn Coi như kèo này bị SL Đúng chưa? Cứ reset coi như kèo này bị SL đi Cho nó nhanh Tiếp theo cái kèo cuối ngày và buổi đêm sau livestream cho mọi người ấy. Bán cái vùng bán này này Giả sử như là cái chiến lược bán từ 60 đến 63 đây nó quay về 55 Đúng không? Các bạn nào gọi là ăn bớt với thị trường thì cứ gọi nó về năm sáu đi các bạn cũng có được khoảng 40 đến 70 pip rồi mà lại cuối ngày cuối tuần nữa mình luôn luôn nhắc ra giả cho mọi người là hạn chế tối đa cái việc chúng ta giữ lệnh qua đêm qua tuần nào. Nếu như mà các bạn mà không giữ chấp nhận SL thì ok nó cái kèo này sẽ SL hoặc nếu như dịch SL về ăn chi thì đúng là SL ăn chi. Kèo này fail nốt. Ok chưa? 7 80 bit cũng coi như cho nó fail luôn đi. Yeah, sang tuần sau riêng với bài chúng ta lại reset bản thân lại mới để sang tuần sau chúng ta giao dịch như thế nào đặc biệt là các cái nguồn thông tin đang ủng hộ vàng và đầu cơ vào vàng rất là mạnh nữa đúng không live stream mình đã nói rồi video cũng đã nói rồi nhưng mà tư duy của mọi người cố gắng mở ra là cái thứ nhất cái thứ hai nữa là cái nguồn vốn mà mọi người đầu tư nó cũng phù hợp khi chúng ta giao dịch với vàng hay là với tài chính nhá chứ đừng có bỏ ra một hai nghìn đô xong là rồi, xong là cứ coi là những cái số tiền đấy là chúng ta đều có thể là gì đầu tư nó có lãi, cũng có đâu số tiền ít mà chúng ta lại cứ muốn lợi nhuận nó cao nó sẽ rủi ro cao nhiều lắm nhé. Yeah. Uh, OK, bây giờ thì quay trở lại cái biểu đồ để sang tuần sau có một cái vùng ngưỡng cản về tâm lý rất là mạnh trong cái con sóng tuần và đặc biệt là đang có một cái sự mất cân bằng cung cầu ở đây trên khung nến ngày xảy ra, cho nên là rất có thể vàng sang tuần sau nó sẽ có nhịp điều chỉnh nha, có cái nhịp điều chỉnh từ vùng hỗ trợ à, từ cái vùng kháng cự này có thể sẽ có một cái nhịp điều chỉnh chúng ta sẽ lại là mua và gom mua lại đối với vàng trong cái nhịp này nếu như những người nào mà có muốn đánh lên trong cái nhịp sóng này bởi vì sao nó sau khi nó vượt qua ngưỡng 1950 rồi thì chúng ta lại có một cái kế hoạch mua và gom mua tiếp đối với những quý anh chị nào muốn hâu lên cái vùng đỉnh 2007x nhá. Yeah. Dự báo có thể vàng trong cuối năm 2023 và sang 2024 thì nó có thể sẽ vượt được cái đỉnh 2074, 2075 đỉnh của năm 2020 nhá. Yeah. Đấy là cái dự báo và cũng như là cái bản thân AD thì cũng nhận định là có thể như thế rất là cao đấy đối với vàng. Nhưng mà chúng ta mua ở đâu cũng là mua đấy nhưng mua ở đâu để cho nó tối đa được cái lợi nhuận và giảm thiểu được cái rủi ro thì khả năng sang tuần sau mọi người sẽ có thể có những cái nhịp canh mua được ở trên ngưỡng 1950 đó là ngưỡng thứ nhất ngưỡng thứ hai đó là nếu như chúng ta có mua được sâu hơn được cái vùng 1930 nữa thì quá tốt ok chưa ạ và cái nhịp này thì nếu như ai đánh chung với dài hạn thì hầu lên đối với cái sàn mình đang giao dịch và hỗ trợ rất nhiều các anh chị thì sàn Swan là miễn phí đối với lại các cái lệnh vàng tức là miễn phí đúng không miễn phí qua đêm thì các bạn là khi mà miễn phí sổ gáp thì các bạn thoải mái để các bạn giao dịch nhé các bạn có thoải mái giao dịch để giữ lệnh chẳng hạn trong các cái chiến lược tới còn đương nhiên chúng ta là những cái người mà chỉ là đây trading thôi và giao dịch scrapping trong ngày hoặc swing thì cũng giữ lệnh một vài tuần hay vài phiên đấy thì có những cái video hàng ngày mà mình phân tích nhận định cho mọi người thì các bạn nên bám sát nhé có những cái kèo để cho mọi người tham khảo nữa tiếp theo nữa ngoài những cái chiến lược đấy ra thì mình nói một lời khuyên cho những quý anh chị nào là những người đang đánh quỹ như Richard đây thì đối với những người đánh quỹ thì hạn chế cái việc chúng ta hầu lệnh bởi vì nó cũng không có tốt đẹp gì khi mà chúng ta giao dịch tài khoản quỹ nó khác hẳn với cái tài khoản đầu tư cá nhân và chơi đinh trong dài hạn với cá nhân nhá quỹ thì chúng ta tốt nhất là đây chơi đinh thôi đánh trong ngày kèo ngon kèo thơm 50 pip hay 30 pip 100 pip là chúng ta kết thúc rồi Số pip nó ăn được hay không và nó có được lợi nhuận bao nhiêu phần trăm một tháng Nó sẽ phụ thuộc vào cái volume nữa nhá, Phụ thuộc vào volume Kể cả các bạn đánh một ngày, một kèo một ngày thôi 30 pip thôi cũng được Nhưng mà 30 pip các bạn một kèo 2 lot, một kèo 5 lot cho cái tài khoản 100 nghìn chẳng hạn Ok Thì nó lại là một cái target không phải là ít đâu, nó cực kỳ lớn đấy Đúng không ạ? Vậy cho nên là cuối cùng là gì? Không quan trọng các bạn ăn được bao nhiêu pip Mà cuối cùng quan trọng là volume của các bạn là bao nhiêu và ăn chắc chắn được net pip là bao nhiêu mình có thể là cho mọi người các cái chiến lược thậm chí là tổng kết sơ sơ cũng có khoảng năm bảy trăm nhưng mà nếu các bạn đánh nhỏ thì nó cũng chả hiệu quả nó cũng chẳng là đáng bao nhiêu nhưng mà đánh lớn thì nó gì ạ nó ăn được nhiều chẳng nữa nhưng mà giả sử như những cái lúc mà mình thua thì sao ok chưa vậy thì cuối cùng là mọi người phải học quản trị vốn học quản trị vốn nhé đương nhiên là tới đây thì mình có thể sẽ sắp xếp thời gian là có mở những cái lớp free cho mọi người để mà đào tạo mà trading hoặc là đào tạo về giao dịch cũng như là quản trị vốn nếu như mọi người có điều kiện hay có duyên thì chúng ta sẽ tương tác với nhau. Ok không ạ? Còn quay trở về cái biểu đồ sang tuần sau thì những cái kịch bản gom mua thì mình vừa nhắc rồi nhá. Yeah. À, chiến lược hàng ngày, hàng phiên thì có thì mình Richard sẽ gửi lên trên nhóm cho mọi người tham khảo. Ok không ạ? Nguyên tắc giao dịch thì mình cũng đã ghim lên trên đấy rồi, support tận răng để các bạn có thể đọc. Thắc mắc ở đâu thì có số điện thoại của Richard rồi, các bạn có thể liên hệ và thậm chí là có những bạn đang là hỗ trợ cho Richard nữa có trong trong kênh thì các bạn có thể liên hệ để được giải đáp tốt nhất đúng không? để được hỗ trợ tốt nhất nữa đặc biệt với những người mới mà mới giao dịch với thị trường còn những người mà giao dịch lâu với thị trường mà chúng ta chưa ổn định, ok bất kỳ cái vấn đề gì các bạn muốn uh, richard hỗ trợ hay là đội ngũ hỗ trợ thì cứ comment lên hoặc là diện liên hệ với trực tiếp cả cái uh, admin cũng như là bản thân richard có cung cấp cả sổ cá nhân ở trên đó. Bây giờ thì các cái biểu đồ khác sang tuần sau, nói chung là sang tuần sau thì những cái đồng tiền chính như ngoài USD nó tác động lên GU, EU sang tuần sau này, rồi là vàng sang tuần sau nữa à, uh, ngoài ra thì những cái cặp như là đồng CSF sang tuần sau nó có gì có những cái thông tin là liên quan đến lãi suất rất là mạnh nữa cho nên là các bạn nên uh, cân nhắc để giao dịch và thật tận trọng hơn nhá đối với EU sang tuần sau thì nó đang có cái kênh như này và nó đi đúng, đúng là đi theo cái kênh này khá là là đẹp đúng không à, uh, cái chiến lược mà mình cho mọi người bắt đáy thì nó quá ok rồi nhưng mà tất nhiên là có người còn đang giữ lệnh và có người không còn giữ lệnh nữa ok Ok, giữ lại hay không thì chắc chắn một điều rằng là cái chiến lược mà mình cho mọi người bắt đáy đây nó đã có target cực kỳ tốt đã. Sang tuần sau thì đối với EURUSD nhá, trước cái thềm tin lãi suất, có thể nó sẽ có một cái nhịp đẩy giá lên vùng 1.07 là cái vùng kháng cự cũ này. Đó, cao hơn nữa là cái đỉnh mà nó mới có ở đây, tức là một gì? 076 chẳng hạn. Là những cái vùng mà có thể sẽ có những cái nhịp bán xuống cho mọi người. Đương nhiên là nhận định là như thế nhưng chiến lược thì có hay không thì mình sẽ cung cấp cho mọi người trên Telegram chẳng hạn để cho mọi người tham khảo nhé có thể sở có những cái kịch bản như này đó, cắt chiến lược mua lên thì sang tuần sau mọi người nên cờ lâu đi nhé chiến lược mua nếu như ai còn giữ thì cờ lâu đi nói chung là có cái target rất là tốt rồi cờ lâu có thể là nó sẽ có một cái đường kênh xu hướng như thế này đối với eu sang tuần sau đó, trước khi nó bứt phá thì nó sẽ có một cái đường kênh như này đi ok chưa đối với eu nhá còn đối với gbp usd cũng thế nào gbp usd thì nó quay trở về cái đỉnh cũ này rồi sang tuần sau ở hiện tại thì nó đang có phản ứng nhẹ cái vùng này có thể nó sẽ có những cái nhịp vòng lên một chút rồi sau đó là quay đầu chẳng hạn giả sử như nó có như thế này đi chẳng nữa đi mình đang kỳ vọng nó xảy ra một cái hiện tượng như thế này này là chúng ta sẽ có những cái kèo bán ở đây và mua lại ở cái vùng này chẳng hạn ok chúng ta sẽ chờ đợi cái tín hiệu nhé tuần trước đây thì trong các buổi livestream mình cho mọi người gom mua những cái vùng này nhưng mà nó không có đẹp cho nên mình chỉ entry được có một entry thôi nhưng mình không có vào được hai entry mặc dù có những cái vùng hỗ trợ khá là tốt nhưng mà nó không đẹp bằng gì không đặt kẹp bằng kèo eu cho nên là mình không có có tham À, đặc biệt là mình tập trung vào vàng rồi cho nên chúng ta ăn cái nọ thì bỏ cái kia chứ không ăn tất được đúng không đều là lợi nhuận cả thì sang tuần sau đây là với kế hoạch và chiến lược đối với GBP USD nhé ngoài ra thì những cái cặp tiền mà liên quan đến đồng phương tiểu sĩ ví dụ như là USD CDF vào tuần sau đi à, mình sẽ sang cái cặp USD CRF để chúng ta sẽ giao dịch như thế nào nhé Đồng Canada cũng làm sao cũng có tin mạnh này Đây mình xem cái đồng Canada trước Sang tuần sau thì đây cái chiến lược mà cho mọi người bán đúng với đồng Canada thì nó đi rất là đẹp rồi Các cái liên cái vùng lập đỉnh và những cái vùng tạo đỉnh để cho mọi người bán xuống Nó tuyệt vời rồi đúng chưa Nhưng sang tuần sau đây lại tin liên quan đến CPI của đồng Canada nữa Rồi giả sử cái cặp tiền này đi Sang tuần sau thì ưu tiên ở đây theo bản thân của Richard đó là gì Cảnh bán xuống đối với đồng CAD vào tuần sau nhé tức là UK ấy, sang lần sau đấy là thứ nhất là thứ hai là liên quan đến một cái cặp tiền nữa là USD GPI đi à, cặp liên quan đến đồng yên các cái chiến lược và các cái vùng bán đối với cặp đồng yên thì mọi người không kể cả từ khi mà cái đường kênh xu hướng mở như cái mô hình cái loa thì mình cho mọi người bán ở đây nó xuống rất là đẹp rồi một cái mục tiêu tiếp theo là bán ở vùng 35 Đúng không? Có một cái chiến lược duy nhất cho mọi người bán nhưng mà mình để SL hơi sai là bởi vì để SL 1.3495 cho nên là gì nó cắn xong nó xuống và nó xuống rất là sâu. Nhưng mà sang tuần sau thì theo bản thân mình thì nó sẽ gì? Nó sẽ vẫn có mục tiêu là giảm tiếp, ưu tiên chúng ta bán tiếp sang tuần sau nhá, bán tiếp đối với lại cặp USDGP sang tuần sau khả năng nó test về cái đáy vùng 130 ở đây. Nhá còn những cái cặp tiền ví dụ như là lãi suất liên quan đến đồng GBP sang tuần sau có đúng không? Tin CPI của đồng ý Canada có này tiếp tục đối với đồng phang thụy sĩ là một lãi suất rất là mạnh tay nữa cho nên khả năng sang tuần sau cái cặp này chúng ta ưu tiên mà bán xuống usd đẹp đúng không? Có một cái vùng và một cái tay kênh tam giác ở đây rất là đẹp rồi. Sang tuần sau chúng ta canh bán xuống đối với lại gì usd đẹp nhá. Đây, sang tuần sau chúng ta lưu ý nhé Còn đương nhiên là chiến lược đối với các cặp tiền nếu có Và mình theo dõi được cái cặp nào nó Mình có giao dịch và mình có Entry rồi là cũng thấy nó đẹp chẳng hạn Thì mình sẽ bắn lên trên nhóm cho mọi người Còn các bạn nào mà muốn giao dịch đồng hành cùng Richard Hay là muốn vào các cái nhóm Đặc biệt là chuyển chuyên trading với vàng hay ngoại tệ Hay có cái kéo liên tục hàng ngày vân vân Hoặc là đầu tư tư vấn chung với giải hạn Thì các bạn có thông tin của AD Ghim thẳng trên nhóm rồi Các bạn có thể liên hệ nhé bởi vì mình cũng không có thể nào tay năm tay 10 để hỗ trợ mọi người được bởi vì cái thời gian còn lại thì mình còn trading nữa cho nên là nếu như mà các bạn nào thực sự muốn đồng hành cùng thì các bạn có thể chủ động liên hệ ok chung ạ rồi đây là USD CDF vào tuần sau nói chung là sang tuần sau thì có rất nhiều cái biến động của thị trường mình có sẽ có những cái video vào ngày thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu cho mọi người nữa và có thể có lịch uh, live livestream cho mọi người sang tuần sau nữa chẳng hạn thì chúng ta sẽ nhận được cái sự tương tác tốt hơn nữa Bây giờ thì cái video vào cuối tuần, Richard xin kết thúc ở đây. Kính chúc cả nhà sang tuần sau có những cái uh, kế hoạch giao dịch thành công tốt đẹp và nghỉ ngơi vui vẻ cuối tuần nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn thấy video hàng ngày đều là những cái video cập nhật cho mọi người về thị trường rất là hữu ích thì các bạn nhớ uh, cho Richard một cái nút like, comment ở lại cũng như là chia sẻ kênh cho Richard để ủng hộ Richard làm việc nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.